Ở Mỹ đóng thuế cao, người ta sẵn sàng vui vì họ biết thuế của họ được minh bạch và phục vụ họ. Cái này là dành cho mấy con cừu. Thường thường mấy con cừu nó vui sướng trong cái sự con cừu lắm các bạn. Và cái này nó phản ánh về vấn đề về dân trí. Đó, phản ánh vấn đề về dân trí. Còn sử dụng đồng thuế như thế nào đó chuyện của chính phủ và chuyện quốc hội, dân cu đen không được bàn, cái đó mình nói thiệt. À, giận chịu mà bạn, đối với mình góc nhìn của Mỹ mình rất chuẩn, mình không binh mình không chống, nhưng mà mình nhìn nhận đúng bản chất đó. Như vậy thì ví dụ như bạn hỏi là thuế của họ được minh bạch và phục vụ họ, vậy tôi hỏi bạn ngược lại bạn, tự nhiên thằng chính phủ Mỹ nó cầm tiền thuế nó qua bên IRS nó quýnh lộn đó, phục vụ ai bạn hả? Phục vụ ai đó, phục vụ ai các bạn? Rồi xong rồi cái câu này thì hơi đau, nhưng mà nó thật sự trong lòng Duy cũng có suy nghĩ, nên các bạn phải cho phép Duy nói. Duy nói cái câu này là Duy nói trên cái pháp luật của nước Mỹ nha các bạn, là quyền tự do chính kiến và quyền tự do ngôn luận áp dụng theo luật của Mỹ, được ban hành theo luật sòng bài năm 1962. Thầy Duy mới nói như vậy. Một chính phủ Mỹ nó chống Covid dở ẹt, nó để cho bung bét tại đây học dưa hết, chết biết nhiêu người đó. Rồi xong rồi đó, rồi bây giờ á, dùng tiền thuế của dân để mua vaccine. Ok, thì cái việc này các bạn cảm thấy nó làm sao ta? Mà Duy không có xúc phạm Mỹ nha các bạn, Duy chỉ có góc nhìn như thế nó ngộ ngộ thôi. Rồi còn vấn đề tiếp theo, vấn đề tiếp theo là vấn đề về y tế của Mỹ. Tại sao nước Mỹ nó để cho một cái chi phí y tế nó đắt đỏ như vậy, để cho người dân người ta trở thành một cái con cừu trong vấn đề về bài toán y tế? Bảo hiểm hay không bảo hiểm gì chúng ta không biết, nhưng mà tất cả mọi thứ đều là tiền của dân. Ok, và tại sao những cái đi vô bệnh viện Mỹ là tốn quá nhiều tiền như vậy, tiền thuốc men, tiền chi phí, tiền dịch vụ đó. Như tôi hỏi các bạn, có cách nào để làm cho cái chi phí nó rẻ chút xíu cho có lợi cho người nghèo hay không, hay là bây giờ nghèo không dám đi bệnh viện luôn hả? Có mua bảo hiểm đâu mà đi, hoặc là có mua bảo hiểm mà cũng không dám đi nữa, tại vì đi bệnh viện hết ngày ai làm đâu nuôi con. Trả lời những vấn đề đi mà, nên một cái xã hội nào á, góc nhìn nào nó phù hợp với đối tượng nào đó, những đối tượng có trình độ á, thì người ta nhìn nhận cái sự việc nó sẽ bao quát hơn và nó chi tiết hơn. Còn những cái đối tượng không trình độ á, thì nghe nghe idol của nó nói sao, nó nói lại vậy thôi, nó cũng không biết phản biện gì nữa. Nên tôi không bao giờ tôi đồng ý bạn á, tiền thuế minh bạch ở cái góc độ nào đó, vậy thôi, minh bạch ở góc độ nào các bạn. Còn nói về vấn đề mà bệnh viện đó, bạn cứ hỏi chị An Nhiên đi, chị An Nhiên là con người ở Mỹ, chị An Nhiên không có nghèo đâu các bạn đó. Nhưng mà bây giờ chị An Nhiên đang bị bệnh đó, không, chị đi An Nhiên vô bệnh viện, bệnh gọi là bảo hiểm nó trả chị An Nhiên là 80%, thì cũng giống như Việt Nam mình thôi, bảo hiểm nó trả trả 80%, rồi bảo rồi chị An Nhiên bỏ tiền túi ra 20% đó. Nhưng mà cái 20% của chị An Nhiên bỏ đó là trên 500 ngàn, ủa xin lỗi các bạn, trên 100 ngàn mà gần 200 ngàn, cứ coi như 108, 109 gì đó. Thì bây giờ tôi hỏi các bạn đi, mẹ bệnh vô bệnh viện nằm thôi, mà tự nhiên bây giờ trả 108, 109 ngàn đô, thì tôi hỏi các bạn, bạn bằng cái nhà đó chứ còn gì nữa, cái nhà cũng 200 ngàn đô rồi chứ gì. Vậy chị An Nhiên trả góp cái món nợ này chắc 30 năm sau, 30 năm sau mới còn sống để trả góp hay không nữa đó, thì cuộc đời nó hỏi sao, các bạn lý giải đi. Anh Duy đẹp xác minh cho em đã vào top xanh chưa? Em muốn vào top xanh đó thì em phải comment bên YouTube á, thì em vô trong cái hội hội viên của YouTube thì em mới có tích xanh, chứ còn em chơi chơi Facebook làm sao có minh bạch. Là nhiễm Covid nằm ở nhà không dám vô bệnh viện, cái này thì dư bên Mỹ nha các bạn, không phải vấn đề nó dám vô không dám vô, mà bệnh viện không có chứa, tại bệnh viện nó quá tải sao nó chứa được đó. Nên trường hợp nào mà cấp cứu nặng á, thì nó mới cho nằm, còn trường hợp nào nhẹ nó đuổi về nhà đó, nó đuổi về nhà để cho uống thuốc. Thì nó có hai vấn đề bạn, một á là bạn là dân cu đen thì bạn phải chấp nhận cuộc chơi này, còn thứ hai á, nếu bạn xịn sò đó, bạn là Donald Trump á, thì bạn bị Covid bạn được lên báo rồi chăm sóc ABC 2-3 bữa hết à. Thì cái đây là con người, bạn đừng có nói tôi con người nào cũng như con người nấy, hiểu không? Biết bao nhiêu dân thường nằm chết Covid ở nhà ở bên Mỹ, nhưng mà tổng thống Donald Trump thì được một đặc ân rất là khác. Bà sẽ nói rằng tại vì ông là tổng thống,
ok, thì đương nhiên người ta là tổng thống mà là dân, hiểu sao hiểu thôi chứ giờ sao giờ, hiểu như thế nào chúng ta phải chấp nhận cuộc sống, đó là luật, luật cuộc sống nó là như vậy rồi, không đổi được nha các bạn. Nhưng mà còn bạn nâng Mỹ lên cao quá mà trong khi bạn không hiểu gì hết thì cái đó là cái lý do mà Duy Nguyễn sẽ phản biện. Còn nếu bạn nói cùng công tâm thì ok, bình thường. Ủa chị An Nhiên nằm viện mà tốn nhiều vậy hả anh? Thì anh đã nói em vô bệnh viện nằm á, trung bình một ngày là trên 10.000 đô. Mà bây giờ nằm 2 ngày á là trên 20.000 đô, tiền thuốc nó cho là 30. Mà bây giờ chị An Nhiên điều trị mười mấy liệu trình. Đó, thì tổng cộng rau ria cám lợn nữa thì nó phải là 6-700.000 đô. Đúng chưa? 6-700.000 đô thì bệnh viện nó trả tiền cho chị An Nhiên là 80% hay là 70% gì đó. Thì cái phần còn lại cho chị An Nhiên phải trả. Thì cái phần còn lại chị An Nhiên trả thì có hai hình thức trả. Một là chị Nhiên trả tiền mặt luôn. Còn hai là chị An Nhiên làm cái sổ hộ nghèo để rồi chị An Nhiên trả góp cho nó từng tháng, từng năm. Nhưng mà Duy Nguyễn khuyên chị An Nhiên nên trả góp. Đó, đừng nên trả full chi để tiền xài chị ơi. Đó là ok thôi, chuyện đó các bạn phải hiểu. Còn không hiểu thì các bạn không hiểu gì về Mỹ cả. Số phận cù non phải chịu thôi. Tức đúng. Cái điểm này là gì? Tức là toàn dân Mỹ họ phải chấp nhận cuộc chơi này. Họ phải chấp nhận cuộc chơi là cái bọn tài phiệt bác sĩ đó. Mình gọi cái bọn tài phiệt y tế á. Đó. Nó gọi là nó chơi chiêu gì đó không biết. Mà cả cái hệ thống đó nó kết hợp với bọn đó, kết hợp với bọn bảo hiểm. Nó đẩy cho cái chi phí y tế quá cao. Hiểu không? Nó đẩy cho chi phí y tế quá cao. Em tưởng bên Mỹ có bảo hiểm đi bệnh viện được miễn phí. Miễn phí 80% đó em. Bảo hiểm tỷ loại, bảo hiểm miễn phí 80% chứ bảo hiểm nào miễn phí 100%. Đó. Bảo hiểm miễn phí 100% chắc đóng bảo hiểm chắc lột dên luôn. Nên các bạn nghe thì các bạn phải hiểu. Chứ còn mấy thằng mà nó phản động thì đương nhiên Mỹ của nó là thiên đường. Mỹ của nó là thiên đường, chỉ con cái nó không có nhà có thiên đường nữa thôi. Hiểu không? Nó thật sự nhiều khi Duy Nguyễn nói những câu nó cũng cay lắm chứ các bạn nghe các bạn hiểu đi. Mỹ ở trong mắt phản động là thiên đường, chứ tiếc á là các bạn ấy không có cái nhà ở thiên đường đó. Các bạn đó không làm được là một công dân ưu tú của cái thiên đường đó, mà các bạn phải chỏ mỏ về Việt Nam, các bạn phải bú rama để bằng kiếm tiền từ cái thiên đường đó. Ở Việt Nam vào bệnh viện chữa trị oai phong móc tiền ra trả. Ở Mỹ phải ăn Medicare thành người ăn bám nhục quá không thể tự trả được. Nếu bạn nói gì cũng hơi phủ bạn, thật ra cũng như nhau thôi. Thật ra cũng như nhau nhưng mà chi phí y tế cho Việt Nam mình nó thấp. Đúng không? Cho nó thấp. Chứ còn bạn nói ở bên bên Việt Nam mình dạy bên Mỹ vậy đó là bệnh gì nó chịu tội nghiệp đó mà. Giờ nó đã quá khổ rồi, đúng không? Mình nói chuyện mình chỉ cần nói thật nói thẳng thôi nó đủ đau rồi. Còn này bạn dìm nó quá nó chết luôn mà nó tự tử sao đó, nên mình cũng không có đồng ý các bạn trên diễn đàn của mình mà các bạn đam phủ quá, nhưng mà diễn đàn khác thì thoải mái nha các bạn, không thì tụi nó sẽ nói rằng Duy Nguyễn mang tính là giám đốc đồ đẳng cấp đồ đi Mỹ đế đồ nhiều đồ nói chuyện khách quan đồ mà kích động fan đó, nó thấy mang kích động fan nữa chứ, nó cũng nhạy cảm cho mình lắm, thông cảm nha. Em thấy người Việt thì nên đặt tên là Việt, bài đặt tên tiếng Anh chẳng những ai xính ngoại quá, cụ thể là ai mới được chứ, đang nói ai vậy? Cô vích người dân vô nhà thương không phải trả tiền, bạn nói cái điểm này để làm gì, đúng không? Bạn nói cái điểm cô vích người dân vô nhà thương không phải trả tiền, mẹ bị cô vích không mấy đời đó, tối đen luôn rồi, sống nay chết mai chưa biết thế nào. Nên cái điểm mà gọi là Covid mà người dân vô nhà thương không phải trả tiền đó, thì không cần phải nói này. Chuyện đó nó không có đáng mà nói. Mày mà có quan trọng có vô được nhà thương hay không hay là phải nằm ở nhà. Đúng không? Bây giờ bạn nói là người dân ở bên Mỹ bị Covid vô nhà thương không 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 cần phải trả tiền thì Duy Nguyễn chưa cần phải tranh luận tới cái điểm này. Duy Nguyễn chỉ tranh luận tới cái điểm mà bạn có vô được nhà thương hay không, nhà thương nó có chứa bạn hay không. Hay là bạn bị Covid nó lấy cho bạn cái report rồi đó, nó cập nhật số liệu lên để nó báo chí đăng đồ xong rồi ba phát cho bạn vài viên thuốc về nhà uống xong rồi tự cách ly theo hướng dẫn chỉ thị 5K 6K đứng cách nhau sau 6 feet đứng cách nhau 6 feet đeo khẩu trang đồ này nọ kia dặn dặn vậy thôi chứ nhà nó bỏ ai biết cuối cùng lây cho nguyên nhà luôn rồi xong rồi tới lúc xỉu cái đùng
xỉu cái đùng cái xe nào hú 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 á, nó chạy vô một phát một nữa, rồi xong rồi một ngày sau cái gì chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, gì thông báo gia đình thương tiếc báo tin gì đó ABC đúng không các bạn. Nên mà nếu không có những hiện tượng đó thì Mỹ đâu có chết nó tới gần cái triệu, cái đó là một cái cú vả vô mặt Mỹ mà nó không thanh minh thanh ngay được hết. Bây giờ Mỹ nó phải dùng bài toán vaccine để tẩy trắng đúng không, nhưng mà tẩy trắng cái gì, một tẩy trắng cái gì mà khi mà một cái năm đầy đau thương mất mát của người dân Mỹ như vậy đó. Các bạn nói Mỹ, người bạn nói sinh mạng người Mỹ là tối thượng, các bạn sẽ đưa ra những cái luận điểm rằng Mỹ nó quýnh Việt Nam này nọ, nó chán quá rồi, nó thôi thấy tội nghiệp Việt Nam quá, nó tha sao giờ dân chết ghê vậy. Vậy thì cái câu nói đó có đúng hay không? Bạn phải xác nhận định là bạn vỡ trận lúc đó đúng không, nền y tế bạn nó quá tải lúc đó, bạn đã bị động trong chính sách điều hành vĩ mô đó, trong khi mà tất cả những thiết bị vệ sinh y tế, tất cả những thứ kia bằng sản xuất bên Trung Quốc, bây giờ hai bên đập lộn này nọ kia nó không thành xuất nữa đó, bạn bị động trong thời gian đó, dẫn tới một cái sự gọi là tuột tuột dốc không phanh trong phong trào chống dịch, và thêm tật chủ quan của tổng thống nữa đó, nó có nhiều vấn đề. Tại sao Việt Nam chích vaccine mà phải trả tiền nhiều vậy Duy? Trả nhiều mà nhiều. Hả? Trả nhiều mà nhiều con trai. Phản động hỏi mấy câu yếu quá mấy em. Anh tính bơ mày, thấy mày nhưng mà thấy mày được cái lòng trung thành. Anh thấy cái thằng phản động mày được cái lòng trung thành là coi like từ đầu tới buổi tới giờ luôn mà. Cũng chịu khó nhiệt tình thả pháo lắm. Bên Mỹ người dân trung lưu cũng khó trả chi phí y tế, đương nhiên như chị An Nhiên là trung lưu rồi đó, bây giờ hỏi chị An Nhiên có trả chi phí y tế thì chị thốn không, tại sao Duy Nguyễn nói chị An Nhiên là trung lưu, một tháng chị An Nhiên kiếm mười mấy 20 ngàn là trung lưu rồi đó, hợp lý không các bạn, chứ giờ trung lưu muốn nhiêu nữa. Còn Obamacare thì sao, Obamacare là bảo hiểm giá rẻ dành cho người nghèo, khi mà bảo hiểm giá rẻ thì em hiểu rồi đó, tới bệnh viện này nó chịu, bệnh viện kia nó không chịu, thì phải tới một số bệnh viện mà nó chịu, rồi trong đó có những loại thuốc mà nó chịu, những loại thuốc mà nó không chịu, trong đó có những dịch vụ mà nó chịu, những dịch vụ nó không chịu. Anh lấy ví dụ giống như giờ, thí dụ như em đi bảo hiểm Obamacare thì y tá Mỹ nó khám cho em, còn em đi bảo hiểm xịn đó thì y tá Mỹ khám cho em, cái này là anh ví dụ thôi nha. Cái gì à? Tại sao nó hỏi vaccine trả tiền nhiều thì trả lời nó đi, tự nhiên bẻ lái qua phản động tào lao, không có bẻ lái, chỉ thẳng mặt có luôn chứ bẻ lái khí khô gì, con người ta nó sống nó phải có quá trình chứ đâu phải nó đứt 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 nẻ nó chung lên đâu đúng không, bao nhiêu cái việc làm qua nay của nó hôm nay nó là phản động rồi, mang vô đây mà tẩy trắng cho nó làm gì. Còn bây giờ nó họ nó nói là chích vaccine nhiều tiền thì Duy Nguyễn hỏi ra, hỏi thẳng bao nhiêu mà nhiều thì đang chờ có trả lời của nó đúng chưa, nếu mà nó không biết á, thì là nó xàm, nó câm thì cần nhìn phải trả lời nó, còn nếu mà nó biết á thì mình mới trả lời nó tiếp. Trời đất ơi, thằng bồ đó ngu, thằng đồng đội vô tẩy trắng còn ngu hơn nữa. Nó thôi anti Duy Nguyễn làm gì, theo phe Duy Nguyễn đi, Duy Nguyễn dạy cho đã lên trình đúng không, dạy cho lên trình lúc đó muốn trở sao trở nhen, trở đàng hoàng thì không sao, trở bố láo quá thì đồng đội đập, nghĩ mà nó mệt. Nãy giờ Duy nói khuyết điểm không à, vậy ưu điểm là dân Mỹ được hưởng cái gì vậy anh? Dân Mỹ nó nói tiếng Mỹ là tiếng Anh, mà tiếng Anh là tiếng quốc tế, nó đi chơi nó dễ đi chơi hơn. Đó là ưu điểm. Hiểu chưa? Còn nếu mà dân Mỹ thì cũng có đít và có đát chứ. Ô, dân Mỹ nào? Nó phải rõ ràng. Nên không có cào chung được á. Giờ anh hỏi nè, dân Mỹ nào? Anh khuyên nó thế mà nó từ vàng thành đỏ thì hài, thật sự thì vậy càng tốt, vậy là việc làm của anh Duy Nguyễn càng tốt chứ sao. Anh Duy Nguyễn không bao giờ dồn ai vô đường cùng, ngay các em là phản động thì anh cũng em thấy anh em cũng nên là bỏ tối theo sáng, hiểu không. Dân Mỹ được nhiều quyền lợi, quyền lợi nào ví dụ nghe chơi, nói nó phải rõ ràng bạn. Thí dụ bạn Lisa Phạm, bạn Lisa Nguyễn này, bạn cũng đưa rất nhiều quan điểm nhưng mà quan điểm của bạn không có nhiều, không có rõ ràng nha. Quyền lợi gì,
thí dụ như bạn đi ra nước ngoài bạn phạm tội thì được Mỹ nó bảo kê đúng không, hay sao? Thí dụ như bạn đi đi ra nước ngoài bạn kích động biểu tình này nọ kia rồi xong rồi bạn bị bắt lên xe xe bus đồ này nọ kia rồi xong rồi ăn năn hối lỗi đồ xong rồi lại lãnh sứ quán Mỹ nó bảo kê cho bạn về nước đó đúng không, rồi biết bao nhiêu đài đài truyền hình YouTube ở bên Mỹ rồi nó cũng phỏng vấn bạn này nọ kia để đôi bên có lợi, bạn sẽ được tiếng vang mà cái YouTube thì được tiền đúng hay không, hay nào nữa bạn cứ mạnh dạn chia sẻ cho quý chị em cùng biết đi, tìm hiểu về Mỹ cũng hay lắm á các bạn. Bạn này hay ta, nghe anh nói thôi biết nói ai luôn ha. Dân dân Mỹ không bị cưỡng chế đất hả? Dân Mỹ không bị cưỡng chế đất vậy chết ngoài gầm cầu là sao vậy hả? Bạn nêu ra hiện tượng đâu nó cũng có hết á, bạn thấy vậy không phải là vậy nha. Gì muốn chửi chính phủ là chửi à, cái này bạn chưa đọc báo, bạn chưa đọc báo, hình tôi nhớ có ông nào ông cái thằng cha nào mà bố láo với chính phủ xong rồi giờ bị bắt rồi nè, ở bên Mỹ mới có vụ này nè các bạn. Nên bạn Lisa Nguyễn bạn chưa đọc báo nha, nói chung là bạn tiếp xúc kiến thức ít quá, bạn chửi gì chửi không, mà thử được chửi đi, nhất á, là chửi á, là không văn minh rồi. Tôi nhớ là coi nhớ ông nào mà đi cà khịa chính phủ Mỹ xong giờ bắt bỏ tù luôn rồi nè, mới đây nè các bạn nhắc tên để mình Google search để mình đưa cho bạn Lisa Lisa Nguyễn coi mở rộng tầm mắt đi các bạn. Nó ở cái comment còn comment comment của bạn Lisa Nguyễn thì nó có hai vấn đề, một là bạn thèm bản chất vô học, chỉ có người vô học ta mới đi chửi thôi, rồi cái bản chất thứ hai là sai sự thật. Sai sự thật là gì? Cà khịa chính phủ Mỹ bắt bỏ tù có mới đây bỏ 3 4 ngày vậy thôi à, nhưng mà cái tin không lớn nên như Nguyễn không quan tâm thôi. À, sang Mỹ phải có đầu óc kinh doanh thì mới được hưởng thụ, chứ qua Mỹ lao động kiếm sống thì thà ở Việt Nam làm ngày 200k sướng háng hơn. Em nói chuyện phủ vậy em, sướng háng luôn mới chịu chứ. K 240.000 một liều vaccine Di ơi, sao không miễn phí giống Mỹ? Bạn tôi làm công nhân vừa chích hôm qua, thì bây giờ bạn nghĩ coi có cái miếng bánh nào miễn phí không? Thằng chính phủ mới lấy đâu ra tiền mà miễn phí, nó lấy tiền thuế của dân nó mua thôi đúng chưa, nó lấy tiền thuế của dân nó mua thôi, miễn phí con khỉ gì hô gì đó. Rồi còn ở Việt Nam thì sao, các bạn đang lấy tiền của doanh nghiệp đó đó, những cái doanh nghiệp và người dân người ta ủng hộ vô quỹ vaccine, người ta đóng cái đồng tiền đó đúng chưa, để cho chính phủ người ta mua vaccine, người ta mua vaccine xong rồi về người ta chích rẻ cho các bạn, nhưng mà muốn sao nữa. Đó. Nên cái con người các bạn dân trí thấp thì bạn đi đâu cũng bị nó mị dân bằng cái chữ miễn phí, trên đời nó không có gì miễn phí hết á nha, không có con khí khô gì miễn phí hết á. Ở bên Mỹ kìa đi bưng phở khổ thế bà nội luôn cũng phải đóng thuế, thì miễn phí cái chỗ nào, ở Việt Nam này bao nhiêu bưng phở đóng thuế đúng không, một xã hội nó lo cho người nghèo như vậy đó mà các bạn không biết trân trọng. Các bạn đi nghĩ về một cái xứ cờ hoa mà trong khi các bạn nghĩ sai chứ không phải là nghĩ đúng. À, bạn coi bao nhiêu cái thợ neo uất hận bên Mỹ, người ta phải đóng thuế chính phủ mà trong khi cuộc sống người ta thiếu trước hụt sau đó, bao nhiêu thợ neo này nọ kia kêu ứng tiền cho em đi em hết tiền rồi, trời đất ơi làm mà không có được tiền tích lũy luôn mà cứ làm đồng nào mà xài đồng đó, nó cũng có màu hồng đó các bạn ơi nha. Mấy thế hệ F3, F4 bên Mẻo sau này mất gốc luôn, không còn gì là tự tôn dân tộc. Nếu mà F3, F4 không biết tiếng Việt nữa thì dân tộc còn không biết nữa chứ lấy gì tự tôn. Thí dụ như đứa nào mà nó dễ thương lắm thì nó về Việt Nam tháng 2 tháng nó tìm hiểu lại cội nguồn của nó. Nhưng mà lúc đó nó nói toàn tiếng Anh không à, thì nó cũng khó giao tiếp với người Việt Nam ở đây.
Bác sĩ thì học hết rồi, học phí bao nhiêu tiền tiền Mỹ vậy? Cũng tùy trường, cũng tùy trường, 100.000 có luôn á. Bác sĩ học mắc lắm, học mắc mà học lâu nữa. Bác sĩ ở Việt Nam học 7 năm, bác sĩ bên đó hình như học 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 9 năm hay 10 năm gì. Bác sĩ học bao lâu luôn? Chị An Nhiên đưa quan điểm là các bạn, cha mẹ đóng các khoản tiền thuế, bệnh viện và trường học cũng như môi trường cho chính phủ cả rồi, nên học sinh từ lớp 1 12 miễn phí. Khi bước vào đại học thì học phí là khoản nợ áp lực lên một quá trình thanh xuân của mình. Rõ ràng. Con tôi học 12 năm mà thì cứ nhắn tin như Nguyễn đưa chứng cứ. Còn trên đây là mỏm, bạn nổ sao bạn nổ thôi chứ gì. Nhưng mà trình độ của bạn như vậy mà bạn nói con bạn bác sĩ thì tôi hiện tại tôi chưa tin lắm. Hiện tại tôi chưa tin lắm nha. Tất nhiên cái gì nó có ngoại lệ các bạn. Nhưng mà giờ mình đâu có chứng cứ gì trong tay đâu. Nên mình đâu thể nào nói cái ngoại lệ được. Đúng rồi, chi phí y tế Mỹ cao nhưng không có cảnh vật vờ ngoài hành lang, không có cảnh y tá quát tháo bệnh nhân. Rồi ok được, mấy cái này mình không bình luận. Bây giờ mình bình luận với bạn nè, sống trên đời cuối cùng tìm gì cổ niết bàn đúng không? Hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Các bạn có đồng ý với mình sống trên đời cuối cùng tìm gì cổ niết bàn không? Vậy tôi hỏi bạn, một năm ở bên Mỹ bao nhiêu người chết vì súng đạn? Bao nhiêu người chết về tai nạn giao thông? Bao nhiêu người chết về bệnh cúm mùa? Đóng ngoặc kép, mở ngoặc kép. Bạn cộng ba số liệu này lại với nhau. Đó, rồi lúc đó tôi đặt vấn đề, tôi hỏi nền y tế của bạn nằm ở đâu? Sao không cứu họ đi? Viên đạn nó bắn thôi mà, lại cấp cứu cứu đi. Không quát tháo gì mà, lại cứu đi. Đó. Rồi giờ hỏi tới vấn đề đóng góp đất nước, đóng góp quê hương. Đúng không? Có bác sĩ y tá nào tình nguyện làm không lương khi mà đất nước họ gặp vấn đề chưa? Hả? Hay là tới lúc mà tới hồi dịch Covid đó, đi vận động thì đều muốn quỳ lại mấy sinh viên trong trường y luôn mà nó chả thèm đi. Hả? Còn ở Việt Nam nè, thí dụ như trong lúc này á mà nói chuyện nhỏ nhẹ mà không nghe đó thì không cần chính phủ ra tay, người dân lên án thật đủ quê rồi. Đó, tôi cho các bạn coi một góc nhìn về ngành y của hai nước nha. Nên các bạn đam nó mà các bạn đi cãi trong cái câu, trong cái lập luận của nó là không có đường ra. Các bạn phải chơi cái tính đó, là như Duy Nguyễn rồi đó. Một nền y tế tốt, một nền giáo dục tốt thì nó phải ra con người tốt và phải mang lại bộ mặt xã hội tốt. Vậy tôi chỉ còn hỏi bạn, một năm bao nhiêu người chết vì gì gọi là gì quên rồi ta, tai nạn giao thông nè, một năm bao nhiêu người chết vì súng đạn nè, một người bao nhiêu người chết vì cúm mùa nè. Thí dụ như lúc đó nó sẽ biện hộ rằng ồ tai nạn giao thông là hên xui, cái đó vấn đề khác mới vấn đề ngành y được. Rồi súng đạn hên xui, vấn đề khác mới vấn đề ngành y. Vậy cúm mùa vấn đề ngành nào? Cúm mùa là thời tiết hả? Trả lời đi. Bạn nghe chưa, một năm mà cứ cúm mùa chết từ 10.000 tới 20.000 á. Cúm mùa này cúm mùa thiệt nha, chứ không phải cúm mùa kia nha các bạn. Cúm mùa kia là chết gần triệu rồi. Đó. Thì bạn coi cái nền y tế đó nó có gọi là gánh vác được cái trọng trách của đất nước mang ra để cứu người chưa? Vậy thôi, mệt. Đó, rồi còn bây giờ bạn nói là y tá bác sĩ nó không nó không quát nạt đúng không? Muốn bóc phốt không? Hả? Chơi màn bóc phốt thì nó hơi kỳ. Nhưng mà thôi các bạn có thể qua diễn đàn khác bằng bóc phốt. Đầy.